Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Tiếng Anh Đại Dương. Và với mỗi một học sinh khi mà ban đầu học tiếng Anh thì chắc hẳn chúng ta đều gặp khó khăn trong vấn đề đó là các thì, đúng không ạ? Các thời, các thì trong tiếng Anh. Và trong series bài giảng này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu cụ thể hơn về các thì trong tiếng Anh nhé. Và trong video này thì tôi xin dạy các bạn về hiện tại đơn Part 1, phần 1. Chúng ta bắt đầu nhé. Let's start. Trước tiên thì chúng ta hãy học 6 từ vựng cơ bản sau nhé. Chúng ta có từ số 1 ạ. Get up. Get up. Bạn có thể đọc nối âm chữ T này lại với phần up. Bạn đọc thành get up. Get up. Get up. Hoặc có thể đọc đơn giản thôi, chỉ là get up. Đọc liền mạch ạ. Get up có nghĩa là dậy, phải không ạ? Thức dậy. Get up. Hoặc là thức giấc, đúng không ạ? I get up. Từ số 2 chúng ta có đó là have breakfast. Have breakfast. Chúng ta đọc từ này là have breakfast. Chúng ta có trọng âm số 1 breakfast. Chúng ta không đọc là breakfast, đúng không ạ? Đọc là breakfast. Have breakfast có nghĩa là ăn sáng. Have breakfast. Từ số 3, brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Ở đây tôi xin lưu ý với các bạn đọc chữ sh. Đọc chữ sh âm sh. Đọc to lên, đúng không ạ? Brush my teeth. Brush my teeth. Có nghĩa là chải răng ạ. Chúng ta có thể lấy một ví dụ đơn giản như sau là tôi ạ. I brush my teeth in the morning. Có nghĩa là tôi đánh răng vào buổi sáng, phải không ạ? I brush my teeth in the morning. Các bạn nhắc lại theo tôi nhé. Right. I brush my teeth in the morning. Chúng ta có từ số 4 là go to school. Go to school. Bạn có thể đọc cái này là to hoặc một cách tự nhiên hơn, bạn đọc là t. Bạn đọc liền vào go to school. Go to school có nghĩa là đi học. Được chưa? Bạn có thể đặt một câu ví dụ rất đơn giản với nó là I go to school in the afternoon chẳng hạn. I go to school in the afternoon. Có nghĩa là tôi đi học vào buổi chiều. Chúng ta sang từ số 5, every day. Every day. Chúng ta có từ everyday thì bạn hãy để ý trọng âm rơi vào âm chữ e đấy ạ. Bạn mình sẽ đọc, đọc nhấn mạnh lên là e. Everyday chứ không đọc là everyday. Mình đọc là everyday. Có nghĩa là hàng ngày. Đọc lại theo tôi nhé. Everyday. Everyday. Và từ cuối cùng chúng ta có từ usually. Trọng âm rơi vào chữ u ạ. Và bạn đọc thành âm u. Usually. Usually. Đọc lại theo tôi ạ. Usually có nghĩa là thường xuyên. Usually. Chúng ta có thể lấy một câu rất đơn giản là I usually get up. Tôi thường xuyên thức dậy muộn chẳng hạn. I usually get up late. Chúng ta có từ late nghĩa là muộn. I usually get up late. Rồi, chúng ta cùng nhau ôn lại 6 từ vựng vừa được học nhé. Từ số 1 là gì ạ? Right, get up. Hoặc get up. Từ số 2 là
Have breakfast. Have breakfast. Số 3 là brush my teeth. Brush my teeth. Số 4 là go to school. Go to school. Số 5 every day. Có nghĩa là hàng ngày ạ. Every day. Số 6 usually. Usually. Rồi ạ. Hy vọng là bạn đã thuộc được 6 từ vựng này một cách nhanh chóng. Giờ thì chúng ta vào phần chính của ngày hôm nay nhé. Đó là thì hiện tại đơn part 1. Let's go. Trước tiên chúng ta hãy lấy một ví dụ. Yeah. Thì đây sẽ là phần grammar. Chúng ta hãy lấy ví dụ cho hiện tại đơn nhé. Hiện tại đơn thì có tên tiếng Anh là present simple. Present simple. Present simple. Chúng ta hãy lấy một ví dụ với hiện tại, một câu ở hiện tại đơn là I usually get up at 5 o'clock, chẳng hạn thế. Câu này có nghĩa là gì ạ? Là tôi thường xuyên thức dậy vào lúc 5 giờ. I usually get up at 5 o'clock. Chúng ta sẽ đến với một ví dụ nữa nhé. Chúng ta sẽ lấy một chủ ngữ khác ạ. Đó là chủ ngữ he. He usually gets up at 5 o'clock. Thì qua hai cái ví dụ này chúng ta sẽ nhận thấy một cái sự khác nhau ở đây ạ. Đó là với cái câu he usually gets up at 5 o'clock, tôi đã thêm chữ s vào sau động từ get. Hai câu này đều đang ở hiện tại đơn. Và bạn có nhận ra được là hiện tại đơn chúng ta đang nói về vấn đề gì không ạ? Hiện tại đơn dùng để nói những việc mà hay xảy ra hàng ngày ạ. Đấy là cách dùng của hiện tại đơn ạ. Cách dùng ạ. Nói những việc hay xảy ra hàng ngày. Chúng ta sẽ lấy thêm một ví dụ nữa với chủ ngữ là she, là cô ấy ạ. She, chúng ta sẽ lấy một động từ vật học ạ. She brushes, tôi vẫn lấy một động từ get nhé. She gets up late every day. She gets up late every day. Thì từ get của tôi cũng đã có thêm s ở đây. Và bạn sẽ nhận ra được cái sự khác biệt này đúng không ạ? So với ở phía trên này. Và từ đây chúng ta sẽ đưa ra cái cấu trúc. Chúng ta sẽ đưa ra cấu trúc cho hiện tại đơn ở đây ạ. Cấu trúc của hiện tại đơn ở đây sẽ là chủ ngữ cộng với động từ. Rất đơn giản đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta sẽ phải có một cái mở ngoặc ở đây. Là nếu là chủ ngữ số ít thì đi với động từ thêm có thêm s hoặc là es. Và đây chính là vấn đề có một chút rắc rối ở hiện tại đơn này. Ở đây bạn nhận thấy he là anh ấy, chủ ngữ số ít thì động từ get của tôi đã có thêm sc. She là chủ ngữ số ít thì động từ s của tôi cũng đã có thêm sc. Đúng chưa? Đấy. Và đây là cấu trúc ạ. Chúng ta sẽ lấy thêm một ví dụ nữa trong này nhé.
Chúng ta sẽ lấy một ví dụ với từ they. They nghĩa là bọn họ, là chủ ngữ số nhiều phải không ạ? Tôi sẽ dùng động từ khác là động từ brush. They brush their teeth at 7. Họ chải răng vào lúc 7 giờ. They brush their teeth at 7. Thì chúng tôi có động từ brush là chải. Thì động từ này tôi có thêm S hay ES không ạ? Hay tôi để nguyên ạ? Đúng rồi, tôi sẽ để nguyên bởi vì they là chủ ngữ số nhiều phải không ạ? Thì đây chính là thì hiện tại đơn nhận để nói những việc mà bạn thấy là thường hay xảy ra hàng ngày. Và đây chính là cái cách dùng đầu tiên. Chúng ta sẽ sang một cái cấu trúc của ngày, đó là cấu trúc câu phủ định. Cấu trúc câu phủ định trong hiện tại đơn này. Trước tiên thì câu phủ định là gì ạ? Câu phủ định là câu nói không, đúng không ạ? Có chứa từ không trong câu đó. Ví dụ tôi lấy câu là I usually get up at 5 o'clock. Tôi thường xuyên thức dậy vào lúc 5 giờ. Thì ở đây cũng phải nói lại với các bạn là với chủ ngữ là I, với chủ ngữ là I thì động từ vẫn để nguyên thể, không thêm S hay ES gì cả. Nhấn mạnh cho các bạn điều đó. Nó cũng giống như các cái chủ ngữ số nhiều khác. Rồi. Và để phủ định trong câu I usually get up at 5 o'clock, tức là chúng ta phải thêm từ không vào trong đây đúng không ạ? Tức là tôi không thường xuyên thức dậy vào lúc 5 giờ. Thì chúng ta sẽ nhắc từ không ở đây là gì ạ? Đó là I don't. Tôi không thường xuyên thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Tôi lấy thêm ví dụ khác ạ. Chúng ta vừa lấy ví dụ ở đây là he usually gets up at 5 o'clock. Anh ta thường xuyên thức dậy vào lúc 5 giờ. Thì tôi muốn phủ định cho câu này, tôi sẽ nhắc thêm từ don't là sai ạ, xin lỗi. Chúng ta sẽ nhắc từ khác ạ. Đó là từ doesn't. Doesn't. He doesn't usually get up at 5 o'clock. Anh ấy không thức dậy thường xuyên vào lúc 5 giờ. Vậy từ hai cái ví dụ này bạn đã nhận ra được cái cách để nói câu phủ định trong hiện tại đơn chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ đưa ra cái cấu trúc ở đây nhá. Cấu trúc ở đây là gì ạ? Đó là chủ ngữ cộng với don't hoặc là doesn't và cộng với verb nguyên thể. Đúng chưa? Vậy thì khi nào chúng ta dùng don't và khi nào thì là doesn't ạ? Thì bạn nhận thấy rằng khi chủ ngữ mà là chủ ngữ số ít thì sẽ dùng từ không là doesn't. Còn chủ ngữ mà là chủ ngữ số nhiều thì sẽ là dùng từ don't, và với cả chủ ngữ I nữa cũng sẽ dùng don't. Được, chúng ta vừa đến với một cái exercise nhỏ nhá. Nếu như tôi cho bạn từ they và cho trong ngoặc là not go to school at 7 every day. Câu này sẽ được hiểu là họ không đi học vào lúc 7 giờ hàng ngày. Và bạn sẽ chia thì ở dạng đúng như thế nào với not câu này ạ? Đây nghĩa là bọn họ là chủ ngữ số nhiều thì chúng ta sẽ phủ định là don't phải không ạ?
Và dĩ nhiên dùng động từ nguyên thể là go. They don't go to school at 7 every day. Đúng chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài tập luyện tập cho đây nhá. Practice. Chia thì cho các câu sau. Được chưa? Chia thì cho các câu sau. Chúng ta đến với câu 1. Jenny. Và tôi cho vào trong ngoặc từ half. Breakfast. Breakfast là gì ạ? Là bữa sáng đúng không ạ? Early in the morning. Rồi. Bạn hãy chia cái câu này ở hiện tại đơn nhé. Vậy thì chúng ta không thể nào mà để từ have nguyên thể ở đây được đúng không ạ? Jenny ăn sáng sớm vào buổi sáng. Đấy. Thì chúng ta không thể để từ have nguyên thể ở đây được vì Jenny là tên người là chủ ngữ số. Số ít phải không ạ? Vậy bạn sẽ phải chia từ have ở đây bằng cách là thêm với chủ ngữ số ít ở đây thì sao? Với chủ ngữ số ít ạ. Đây ạ, tôi có viết cấu trúc đây cho bạn rồi ạ. Với chủ ngữ số ít thì động từ phải thêm s hoặc es. Nhưng mà với từ have thì lại không làm như vậy. Từ have là một trường hợp đặc biệt mà bạn sẽ phải đổi từ cho nó, đó là sửa thành has. Jenny has breakfast early in the morning. Chúng ta thử câu số 2 nhé. My sister get up at 6 every day. Câu này sẽ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Việt là gì ạ? Các chị gái của tôi thức dậy vào lúc 6 giờ hàng ngày. Vậy bạn sẽ chia từ get này như nào ạ? Muốn biết từ get này là bạn để ở dạng nguyên thể hay thêm s hay es thì bạn phải chú ý vào phần chủ ngữ này. Đây là chủ ngữ số nhiều vì có chữ s ở cuối phải không ạ? My sisters có nghĩa là các chị gái tôi ạ, đúng không ạ? Các chị gái tôi thức dậy vào 6 giờ hàng ngày thì các chị gái tôi là chủ ngữ số nhiều. Thì từ get các bạn chỉ việc để nguyên thể là được, đúng không ạ? Chúng ta sang câu số 3 nhé. My father not. Và lấy một động từ vừa được học đi ạ, đó là từ go chẳng hạn thế ạ. Go to work, đi làm đi ạ. At 7 every day. Câu số 3 này được dịch như sau. Bố tôi not là không ạ. Bố tôi không đi làm vào lúc 7 giờ hàng ngày. Vậy chúng ta sẽ chia cái not câu này ra đây như nào ạ? Bạn muốn biết là not này chia là don't hay doesn't thì bạn phải cân nhắc chủ ngữ là số ít hay số nhiều phải không ạ? My father là chủ ngữ số ít đúng không ạ? Bố của tôi ạ, có một người ạ, thì là chủ ngữ số ít. Vậy not ở đây sẽ được chia thành đó là doesn't go to work at 7 every day. Và vừa rồi là bài học về thì hiện tại đơn part 1. Thì hiện tại đơn thì có 3 cách dùng chính. Trong video lần này thì tôi sẽ chỉ đề cập đến một cách dùng và hai cấu trúc cơ bản. Ở trong video lần sau tôi sẽ giảng cụ thể thêm cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. See you next time. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên bấm theo dõi và like video này nhé. Cảm ơn các bạn.